Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mơ mô được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website arcotgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4. Đích 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn thân yêu đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tất cả các bạn và tiếp theo một vị tướng Rioma. Đây là một vị tướng Rioma đi rừng. Theo mình thấy thì cái giá vai trò đi rừng và đi đường thì Rioma nó có hai cái lối chơi rất khác nhau. Và đi rừng thì Rioma bắt buộc chúng ta phải đánh áp đảo từ đầu và giữa game. Nó xếp ngang với những vị tướng như Veret hoặc là những cái vị tướng đầu game như Lừa Bố rất mạnh ở giai đoạn đầu game. Và late game thì nó sẽ yếu dần đi cái sức mạnh của nó, không phải là sức mạnh về đáp mà là cái sự chống chịu và giữ bốc hơi. Đây, cái pha này, cái thằng Grack ai cho ông chơi cái kiểu mà giai đoạn đầu game mà ông lao trù tốc biển đi, tốc hồ cái tốc này. Trời ơi, cái bọn này không hiểu lý do vì sao ai để cho cái thằng Grack nó chơi từ cái phút đầu thứ 1 mà nó lên cái trù của nhà mình chơi về nhà anh em nha. Khổ thật anh em. Ủa cái gì đấy? Ủa lâu réo à? Này, lướt đi. Này, mí lướt tao phải chọc này, mí lướt tao phải chọc. Không lướt thì tao chọc. Đấy các bạn nhá, cách đánh lâu đeo thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chờ cho nó lướt, nếu mà nó không lướt thì mình sẽ chọc, mà nó không chọc, mình không chọc thì nó sẽ phải lướt thôi. Cách đánh lâu đeo thì các bạn phải bình tĩnh các bạn nhá. Khi các bạn muốn giết thằng lâu đeo phải chờ nó lướt đi thì các bạn mới được gây sát thương. Còn nếu mà nó có zoom tiếp theo chiêu 3 thì phải chờ nó lướt đi 2 lần thì các bạn mới được gây sát thương. Đấy là cái mèo để zone lâu đeo, các bạn hãy nhớ kỳ thật kỳ cho mình, bất kể các bạn chơi vị tướng nào đi chăng nữa. Đó là cái cách đối đầu láo đéo rất tốt. Đấy là cách thông thường cơ bản nhất là chúng ta đối đầu với láo đéo thôi nha, hãy nhớ nhá. Dưới level 4 chơi lướt một lần chọc gây sát thương, khi nào nó dùng chơi 3 thì chơi nó lướt hai lần gây sát thương, trở lại thằng Grack, lại thằng Grack, rồi chơi 3 lui một chút, chơi 3 đi, rồi chọc xong nó mới giết mi, rồi đây lao lên, lao lên chọc đấy, rồi còn thằng láo đéo nữa, đây lướt chạy đi đâu. Ôi trời ơi, nó hai lần cùng chết anh em, vấn đề giết. Đấy các bạn ạ, 10 phút thứ 2 thôi mà mình đã có 4 mạng, mình có làm gì đâu. Nào các bạn thấy không, vừa phang con búa đỏ đi ra mid thì lại phang cái thằng Grack. Đấy, rồi vào ăn con búa xanh thì đi ra mid lại phang nhau thằng Grack tiếp. Thì các bạn hãy nhìn nhận gì đâu, trận đấu cái meta này, cái meta bây giờ ấy, nó không còn đánh nhau đường rong nhiều giống như cái mùa trước nữa. Mà thường các sub nó đều ra áp lực đường mid, thì đường mid nó sẽ đánh nhau hiệu quả. Nói chung tùy trận đấu thôi, không phải trận nào như vậy, nhưng theo mình nghĩ thì đường mid là cái đường chúng ta sẽ thường xuyên ra hơn. Và tiếp theo đó đường rong các bạn nhá, hãy nhớ cho mình những cái cách di chuyển như vậy. Đấy, các bạn hãy nhìn cách mình di chuyển cực kỳ chậm rãi và cái mục tiêu mình sẽ thâm mưu ra chắc chắn rồi. Đấy, biến về nào, biến về đấy, xong chưa? Tại vì sao các bạn lại thắc mắc, anh cơ lao không di chuyển trực tiếp vào cái pha combat đấy mà anh phải đi vòng qua cái hang rông chứ mà rươm ra vậy? Bởi vì mình cắn tính toán được rằng cái pha combat đấy thì không thể gây được nhiều hiệu quả gì cả, mình sẽ đi vòng và cho team mình không thể sử xuất hiện của mình, lúc đó mình sẽ ra đây cái pha này các bạn này, nấp vô rừng này, rồi chứa ba đi Esu đấy, làm gì nào các bạn để thấy chưa. Cách chơi của thằng Rioma phiên bản này nói chúng sẽ dành cho những cái người nào có cái sự điềm tĩnh, gọi là những cái người đàn ông điềm tĩnh mà có cái tĩnh lặng, có cái thanh lịch ấy các bạn ạ. Cách chơi Rioma nó cũng giống như một cái người đàn ông một làng tử các bạn ạ, nó chậm rãi không vội vàng mà phải suy xét mọi tình huống để trong combat. Đấy là cách chơi Rioma các bạn nhé, chưa? Cách cắn sát thương cực kỳ hoàn hảo đến từ một người đàn ông lịch lãm, đến một cái đôi bàn tay thật là dịu dàng. Đấy chính là cương lao các bạn nhé. Đấy, mình trận đấu này mình sẽ hòa thân vào một người đàn ông lịch lãm. Lịch lãm là như nào mà chúng ta sẽ không vội vàng, không hấp tấp, không vội vàng đố thỉ làm gì cả, mà chúng ta phải bình tĩnh các bạn nhé, suy xét và suy đoán cái tình huống. Chẳng hạn cái pha này
có thằng hươn rắt và thằng lau réo thì như thế nào chúng ta mới được vào, hoặc là vào trong khi nó còn chưa thức nào. Đấy, các bạn thì chưa phải thật bình tĩnh. Đấy, lau réo hoặc là rắc vừa rồi mình đấy, hết chưa ba thì mình vào, lau theo hết lướt thì mình xúc. Đấy, đơn giản easy cách chơi như vậy các bạn nhé. Đấy, cái clip này thì video mà thì nó quá không còn gì xa lạ với các bạn, nó cách combo, cách dồn chiếu các thứ ở BCG mình không cần nói. Nhưng clip này mình vẫn nói đến tất cả các bạn cái sự tĩnh lặng, gọi là sự bình tĩnh, gọi là sự rất là kiểu là phong cách lặng tử. Đây cái phá này các bạn này, lau đéo từ bình tĩnh. Cái thằng này mình bị treo đó đi, treo tao này, chập phát ra đi thôi. Đấy các bạn, cứ bình tĩnh thôi. Quan trọng nhất Rio mà đó chính là không phải là một vị tướng nó có xôn xôn được như các vị tướng sát thủ khác thì có thể áp sát vào 2-3 vị tướng tuyệt vời. Nhưng Rio mà chỉ cần các bạn vào sai vị trí một phát thôi, các bạn sẽ bốc hơi ngay lập tức. Khi các bạn lao vào combat mà team địch còn nhiều chiêu thức, nó sẽ trả ngược sát thương và Rio mà là một vị tướng dễ chết. Đấy cái phá này này, mình sẽ vòng đá xấu xa nhá. Đây rồi thằng đây, bình tĩnh giết thằng Murat trước, xong mình được tiến thằng bên trái này rồi. Ok bình tĩnh rồi, bên trái đánh thương, có chữ thức la chọc đấy các bạn thấy chưa? Thật là bình tĩnh, không có gì vội vàng hết các bạn, không có gì phải vội vàng cả. Đây là một cách chơi một cái đàn ông lịch thiệp các bạn nhé. Đấy rồi, mình xin phép nữa một chút, mới có 5 phút thôi mà mình đã có 10 mảng rồi các bạn thì dễ. Mình không có cái gì nâng cao nhá, các bạn đừng có nói là gió anh cương đánh hay, không có đâu, không hề có nâng cao đâu. Rồi như là mình dùng cái gọi là đấy, lịch thiệp cái gì đấy, tàu sập đi kết luôn lướt đi. Đấy các bạn thấy chưa, khi lau reo bật chưa ba chơi nó lướt 2 lướt chắc chắn rồi. Giai đoạn này nó ít nhất phải 2.5 đến 3 giây mới hôi tiếp, thậm chí cho 1.5 giây đi. Thì trong 1.5 giây đấy, Rio Ma nó combo được 3 chiêu thức một lúc, nó dồn đám cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy, chiêu 2 choảng 1 giây và trong 1 giây xả Rio Ma đủ đám kết liễu một vị tướng, cho nên rất easy luôn. Và một cái điều rất là quan trọng nữa mình muốn nói đến tất cả các bạn rằng là hiện tại mình đã có Quân Huy rồi. Quân Huy cái đợt hàng này nó rất là an toàn các bạn nhé, nó cực kỳ, nói chung là ok ngon. Hàng này nó gọi là hàng 99 chuẩn phần trăm, còn ở trôi nổi đến thị trường 99 không có đâu, gọi là hàng trôi nổi đến thị trường là hàng tầm 10% thôi, 20% thôi. Mà người ta nói 99 vậy đấy, 99% là như nào? 99% là tỷ lệ chỉ có 1% người bị dính thôi, là giống như đen lắm thì chỉ có 1 người trong số 100 người bị dính, thì đó cái tỷ lệ 1%. Còn những cái hàng 99 trôi giạt trên thị trường bây giờ nó chỉ có 10% 20% thôi, là 100 người 80 người dính. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cái khái niệm hàng của Cương Lao là an toàn. Mình cũng nói thẳng luôn, hàng như nào mình sẽ nói thẳng, an toàn mình mới bán đấy, nhưng không khuyến khích các bạn mua. Đấy các bạn hãy nhớ cho mình cái điều này này, không khuyến khích các bạn mua. Vốn gì đi chăng nữa, nói thật cái tỷ lệ còn 1% chúng ta cũng phải suy xét. Đấy là mình nói thật nhá, đấy là mình đặt vào tâm lý của tất cả các bạn để mình nói. Mình không bao giờ đặt vào tâm lý để mồi chai để có thể kiếm được bán làm gì. Mình lời có vài chục thôi, mình quan tâm đấy, chẳng qua làm cho có thôi, để giúp những anh em nào kiểu có chi phí không đủ để trang trải để nạp chính thức thì các bạn có thể nạp thông qua mình. Đấy, có chấp nhận rủi ro nhưng đây là cái tỷ lệ cực kỳ an toàn, theo mình đánh giá là an toàn, nhưng mình không khuyến khích các bạn nhé. Hãy nghiên cứu thật kỳ, bởi vì hàng này mình không có bảo hành đâu. Ví dụ các bạn nằm trong 1% bị bán thì các bạn sẽ phải nạp thẻ vào và các bạn sẽ lấy lại nick. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều này nhá, nhớ nhá, không khuyến khích. Cái này mình không kiểu là không khuyến khích, không ép hoặc không các bạn mua. Đấy, các bạn phải nghiên cứu thật kỳ. Nói chung các bạn có nhu cầu thì mình sẽ nói chung là giúp các bạn thôi. Đấy, sẽ bán các bạn, mình nói thẳng là lời vài chục, Quân Huy chỉ lời vài chục trên một đơn thôi, cho nên nó không nhiều. Đấy, cho nên là mình cũng nói thẳng các bạn hãy cân nhắc thật kỳ các bạn nhá. Ôi trời ơi, đổi sóng rồi. Ôi máy quá, cái pha này thật là máy các bạn ạ. Hiếm quá. Đấy, cho nên các bạn hãy thật cân nhắc giúp mình nhá. Đấy, chứ không sau này có cái gì đấy. Cho nên là hàng đặt an toàn. Đấy, là cái phần Quân Huy. Còn cái phần nick thì anh em nào có nhu cầu, ví dụ mà mua nick, anh em cái tài chính chưa đủ để mua những cái nick VIP mà các bạn lại muốn có một cái vị tướng này. Đấy, chẳng hạn như em muốn nick của skin Rio Ma này chẳng hạn đấy, mà là em đi tìm những cái nick nó giá cao quá, không phù hợp với tài chính của em chỉ có tầm 200-300 nghìn, thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình. Đấy, tất cả những Quân Huy và team nick theo yêu cầu thì nhắn vào số Zalo. Đấy, 0941 205728, mình có gắn vào phần comment, ghi comment đấy. Đấy, các bạn nhắn tin vào, các bạn muốn tìm những cái nick có skin này này, nick có cái tường của skin này, đấy, bảng ngọc như này, thì anh tìm cho em tối ưu nhất cái tài chính cho em cái.
thì mình sẽ tìm trực tiếp những cái nick đấy. Yên tâm, những cái nick mà mình bán đó thì chỉ là những cái nick gọi là bảo hành vĩnh viễn trọn đời cho anh em chơi, không bao giờ bị ló mất. Và những người nào mà muốn nick đến 1 triệu đến 2 triệu ấy thì mình sẽ có một cái gọi là hỗ trợ bán lại cho anh em nhé. Hỗ trợ bán lại và không lấy phí. Chẳng hạn các bạn mua cho mình cái nick 2 triệu của Cương Lao thì anh em trên 1 tháng 2 tháng anh em chán hoặc anh em cần tiền, anh em là Cương Lao ơi bán hộ mình cái nick này bao nhiêu tiền, 1 triệu rưỡi chẳng hạn hoặc 1 triệu 8 đi. Đương nhiên cái nick nó sẽ bị giảm giá theo thời gian nhá. Nick liên quân nó bị giảm giá theo thời gian đấy. Đấy, bán lại cho mình 1 triệu rưỡi và mình sẽ bán đúng 1 triệu rưỡi các bạn. Khi có khách mình sẽ tạo nhóm giao dịch trúng giá trực tiếp cho các bạn và không lấy một đồng tiền phí nào. Đấy là cái các bạn mua nick tiền triệu nhá. Đấy, còn các bạn mua nick 200 rưỡi thì anh em để bắt Cương Lao bán lại làm gì, khổ thật đấy anh em. Đấy, đôi khi phải thông cảm hiểu thấu chứ. Nhá, đây đấy là quyền lợi của anh em nhá. Mình hỗ trợ bán lại nhưng mà bán được hay không thì cái đó phải tùy thuộc. Ví dụ cái nick mà các bạn cài chứng minh thư hoặc số điện thoại Gmail mà không đổi lại được ấy thì cái đó không bán được đâu nhá. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn bán lại thì tốt nhất mình không thể giữ được, bởi vì dù 100 người thì mình làm gì có số điện thoại, 100 số điện thoại mới giữ. Nên tốt nhất là các bạn cài số điện thoại thôi, 1 tháng sau đổi lại được thì có thể bán được. Tuyệt đối đừng gắn chứng minh thư hay là Gmail vào, mất công xóa, mất công mệt mỏi nhá. Đấy, nếu các bạn nào có nhu cầu mà có chơi, muốn chơi mua cái nick mấy triệu trong bán lại thì theo mình nghĩ cài số điện thoại là ok rồi, để mình có thể sau có thể hỗ trợ bán lại anh em không lấy một thì nào. Đấy, thì tất cả những cái dịch vụ nói chung là tuyệt vời nhất thì các bạn cần nhắn tin vào Zalo, và không thì các bạn lên shop mơsung.vn có thể mua trực tiếp ở đấy các bạn nhé. Đấy, thì video mà thì mình như là nói ở đầu clip rồi, mình không có hướng dẫn gì nhiều và mình chỉ muốn nói tất cả các bạn cái lối chơi của video mà phiên bản này nó chỉ cần chậm rãi từ từ. Chẳng hạn các bạn thấy mình này dư mình đi lên tăng tính thì làm gì ạ, bởi vì trận đấu nó mình quá xanh, mình muốn kéo dài game một chút để kéo với lết game để ngang với cái lượng vàng, thì để các bạn thấy rằng thằng Diêu mà lết game nó sẽ chơi như nào nhá. Trên các bạn đâu có coi để Cương Lao đến giây phút này rồi mà các bạn còn nghĩ là Cương Lao nó muốn kéo dài game ra để cho trận đấu thì các bạn hỏng nhá, sai bét tới đây nghe luôn. Mục đích của mình khi một trận đấu sai, mình muốn làm 3 giai đoạn trận đấu đầu, giữa và lết đấy. Mình muốn làm một trận đấu tuyệt vời perfect như vậy để bạn biết rằng một vị tướng này nó đâu game nó chơi mạnh, giữa game chơi mạnh, bên late game chơi yếu ra sao, để các bạn được chiếm ngược trải nghiệm đấy. Còn bây giờ mà mình ví dụ trận đấu này với cửa sổ này mình cấm nha một phát là win luôn, đó là mình nói thật. Cho nên là các bạn hãy thông cảm cho mình. Nói chung cách chơi này thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì là win thì không win, cái thằng này màu má màu mè đấy. Mong các bạn hãy hiểu thấu được cho mình đấy. Nếu muốn win luôn thì mình đã win cách đây 3 phút 2 phút rồi, mình chỉ cần công nha đầy lính ba quái cao ba đường đi chung bị tím cái phá đường rồng rồi là đầy được trụ và thậm chí combat là win, là win luôn. Nên các bạn hãy thông cảm cho mình, nếu một trận đấu win như vậy nó sẽ rất là nhạt các bạn nhé, nó rất là nhạt tuyệt. Cho nên các bạn hãy thông cảm tại sao trong clip của mình lại có luôn là mình luôn kéo dài trận đấu gây cái sự khó chịu các bạn. Thì mong các bạn hiểu được rằng Cương Lao kéo dài trận đấu để biến một cái vị tướng nó trở thành late game nó sẽ chơi như nào. Riêu Ma với phân tích late game thì nó chơi càng phén, nói chung đầu giữa bắt đầu cuối giữa trận đấu đi thì Riêu Ma chơi càng phén. Khi mỗi khi nó ra vào nó bắt buộc các bạn phải rén như nào, là sở sệt ở đây là khi tất cả các bạn vào combat bắt buộc các bạn phải ngắm được, phải ra vào gọi là các bạn mới biết là thằng nào giết được các bạn phải né được những cái chiêu thức đó. Chẳng hạn nhé, mình ở chẳng hạn thằng lao réo giết được các bạn đấy, thì làm thế nào lao réo chứ các bạn, thì khi các bạn đứng giữa cái vòng chiêu ba của nó và nó lướt chiêu hai mấy lần liên tục mà các bạn dồn đam trật thì các bạn sẽ chết. Vậy làm thế nào để né được thì đơn giản thôi, thứ nhất là né khỏi cái vòng chiêu ba của nó, né khỏi cái vòng tâm chiêu hai của nó, thì khi né được rồi thì chúng ta mới có thể là quay lại xúc được nó. Đấy là cách chúng ta phân tích từng vị tướng để nó đổi đâu. Khi các bạn chơi bất kỳ một vị tướng nào thì các bạn sẽ phải nhìn những vị tướng team địch cùng thời gian, không những cắn được cái lượng sát thương đấy mà các bạn biết rằng thời gian này nó có bao nhiêu vàng, nó có bao nhiêu đô và lượng đô đấy nó có thể giết được mình hay không. Các bạn phải cắn được từng mồi tình huống như vậy thì các bạn chơi bất kỳ một vị tướng nào mày hay, ôi ôi thằng Grak tao giết mày chết luôn. Chẳng hạn cái phá này mình chả vấn đề giết đấy, thằng Murat thì làm gì đấy, mình sọc chiêu ba tử tín này chiêu hai lướt về hai phát này đấy, không vấn đề giết. Murat lao lên làm gì, phá này mình lao lên tử tín đang ba thằng này không thể giết được mình, cho nên mình sẽ đánh rất là hổ báo đấy anh em thấy chưa. Và thậm chí mình còn giáp hồi sinh nữa các bạn đấy, chọc tiếp và mình đủ đám này chiêu hai này lướt hai lần lướt qua tường đấy các bạn thấy chưa.
đấy là cái cắn sát thương. Mình biết được rằng là thằng Esu thì không dám lo lên bản bản châu hai lắm, nó cho nó bắn cháy luôn đấy. Thằng Murat thì nó rất là thọt rồi, còn thằng Gerak thì mình cũng tính toán, cho nên cái việc vào vừa rồi nó đòi hỏi cái sự cắn sát thương rất là tốt các bạn nhé. Rồi thì mình nghỉ clip để kết thúc, và xin chúc tất cả bạn thật nhiều sức khỏe, và tất cả bạn đến mài yếu và muốn làm những vị tướng nào thì đừng quên comment phía dưới phần comment của mình để mình có thể làm những vị tướng để dành tặng tất cả bạn nhé. Rồi tất cả bạn đến mài yêu, bye bye. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Something